Hi, mình chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh bé nhỏ của mình. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay mình đi vô trong một cái vườn điều. Mà mình không phải tìm tổ cò quay cho mọi người xem nữa. Tại vì cái vườn điều thì con cò nó hay làm tổ lắm mọi người ạ. Nó làm tổ rất là nhiều luôn. Tại mình quay rất là nhiều clip về tổ cò cho mọi người xem rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm tổ chim hít cô. Và những con chim dạng như chim cành cạch nè. Và chim chèo béo nè. Rồi chim hút mật nè. Rồi mình quay cho mọi người xem nha. Rồi mình đi tới kia mình quay cho mọi người xem. Tại vì mình thấy một con chim hít cô nó đang kêu qua đó. Nó thấy mình kêu chắc là mình đi đến gần tổ của nó mọi người. Tổ chim hít cô nó rất là nhỏ nha. Nên mình rất là khó thấy. Để mình quay lên kia cho mọi người xem. Còn giới thiệu với mọi người luôn, đây là cái bịch sâu. Nãy mình bỏ lên cây nó rớt xuống nè. Mình sẽ lấy sâu này. Nếu mà chim nào á, con chim, cái tổ chim nào mà có con á, thì mình sẽ tặng cho gia đình chim đó nha, để cho chim đó nó nuôi con cho mau lớn nha mọi người. Đây là sâu gạo nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay cái tổ chim hít cô, mình leo lên mình xem thử coi có chim con không, mà quay cho mọi người xem nha. Đây, tổ chim hít cô nè mọi người. Đó, nó nằm chính giữa cái màn hình nha. Tại vì nó quá nhỏ nên mình không quay rõ cho mọi người xem được. Mình thấy có một con chim mẹ nó đang nằm trong tổ đó, để mình lên mình xem thử như thế nào nhé. Con chim hít cô đây nó rất là dễ thương nha mọi người. Mình quay bên trong tổ cho mọi người xem nè. Đó. Bên trong nó đã có ba con chim con. Rất là dễ thương luôn, nó vừa mới nở luôn mọi người ơi. Rồi. Chim mẹ thì đứng bên ngoài nó kêu quá trời luôn. Giờ mình sẽ lấy sâu gạo và tặng cho chim mẹ để chim mẹ mớm mồi cho chim con ăn nha. Đây là sâu gạo mình mua nha. Mình mua con sâu nhỏ để cho cái con chim mẹ là nó cho con chim nhỏ nó ăn. Còn con sâu lớn này là để con chim lớn nó ăn nè. Tại vì mấy bữa nay á, quê mình á, mưa rất là lớn mọi người à. Nên mình nghĩ á, thức ăn á, chim á, thì rất là khan hiếm nha. Nên mình sẽ giúp đỡ gia đình của chim một mớ sâu. Đây là cái hũ. Cái hũ mình tự làm. Mình sẽ bỏ sâu ở trong cái hũ này. Mình tính mua trứng kiến mọi người. Nhưng mà trứng kiến á, thì cái cây điều này á, hoặc là những cái cây khác á, khi mà con kiến á, con kiến eo màu đỏ đỏ, con kiến vàng á mọi người ạ. À, nó sẽ leo lên cây, nó thấy trứng kiến á, nó sẽ vô nó ăn nha mọi người. Nó ăn thì nó thấy chim con, nó sẽ thui luôn chim con luôn. Nó ăn thịt luôn chim con, nó rinh chim con ra khỏi tổ luôn á. Kiến nó ghê lắm mọi người, nó bốc mùi là nó tới à. Nên mình sử dụng con sâu này nè. Mình cho nó ăn thì kiến nó không có đến nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ mang sâu và đặt lên tổ và chờ chim mẹ quay về nhé.
Mọi người thấy cái con chim hít cô nó như thế nào? Nó rất là dễ thương đúng không mọi người? Cái lông của nó thì nó màu vàng, nhưng mà màu vàng xanh lá chuối á mọi người. Lá chuối non nó rất là đẹp. Nó quay về và nó cũng lấy sâu của mình đó, cho nó ăn á. Thì nó cũng cho con nó ăn luôn nha. Rất là dễ thương. Và nó hay mổ vô cái thẩu á, tóc 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 vậy mọi người. Cái lại nó thấy camera nó mổ nữa. Mọi người có ai nhìn thấy cái tổ ong kia không? Mình quay lại mình thăm cái tổ ong đó nè. Cái ổ tổ ong hôm trước á là mình quay clip cho mọi người xem nhưng mà không có mật á. Thì mình đã để nó lên lại nha. Cành cây khô á mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ leo lên và quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Hôm bữa mình có bắt xuống nhưng mà nó không có mật mọi người à. Với lại mình thấy nó nuôi rất là nhiều con nên mình đã treo nó lên lại và cho nó nuôi con nó nha. Đây bây giờ hôm bữa giờ là cách đây khoảng 1 tuần rồi. Mình đã cắt nó ra và mình đã lấy cái dây rút mình rút lại ngay chỗ cái mối này nè. Cái cây nó đã cành cái cành cây nó đã khô luôn mọi người, nhưng mà nó vẫn giữ con nó nha. Vẫn bay đến và nó nuôi con nó như bình thường. Nó không có bỏ tổ nha. Bây giờ con của nó rất là nhiều rồi, mình thấy rất là nhiều con rồi. Cái con nào mà nó bay ở ngoài nó bay về á, mọi người thấy cái chân của nó vàng vàng không? Đó chính là phấn hoa hoặc là mật á, là nó giữ đó. Mình nghĩ mật á thì nó hút vào trong bụng rồi nó thải ra. Còn cái chân của nó thì nó sẽ giữ phấn hoa nha. Con nào bay về nó cũng có hết. Đây mọi người nhìn con này rõ nè. Đây chính là con này nè. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Hai cái chân của nó hai bên á toàn là phấn hoa không à. Nó mang về để nó xây tổ. Ở đây mình thấy có ba con chim cò nó trong tổ, nó ra tổ rồi nè mọi người. Thì nó lớn rồi nên nó đi ra tổ. Chứ nó không còn đứng trong tổ giống như lúc nó còn nhỏ nữa. Hai người thấy không? Ba con. Đây là cái tổ của nó nha. Thì là ba con chim cò nè. À, nó thấy mình đó thì nó hơi sợ nên nó chạy ra. Chim này chắc tầm khoảng 2 3 bữa nữa là nó bay luôn mọi người. Lông cánh nó đã đầy đủ rồi nha. Đây. Con này con thứ hai nè. Con thứ ba nè. Đó. Rất là dễ thương đúng không mọi người? Đây mình đã bắt xuống và quay cho mọi người xem nè. Có ba con nhưng mà con kia nó bay ra cái cành kia xa quá nên mình chỉ bắt hai con và quay cho mọi người xem thôi nhé. Đây là hai con lớn thì con kia thì con nhỏ. Đây là cò xanh nhé mọi người, cò xanh nó là cò núi nha. Nó là cò núi chứ không phải là cò đồng ruộng, tại vì con cò này nó không có ở trên đồng ruộng đâu. Nó ở trên núi thôi. Nó ở trên núi và nó làm tổ cho những cái cây cao. Cây điều á, cây điều nó hay làm đó mọi người. Nhưng mà những cái cây khác cao và an toàn thì nó cũng sẽ làm nhé. Đây, nhìn mặt nó đây. Để mình quay lại đây ra sáng sáng mọi người coi nó rõ này. Đó. Nó rất là hung dữ nha mọi người. Mọi người nhìn nè, cái miệng của nó nhìn như rắn hổ mang vậy đó. Nó thấy mình thì nó sẽ khè khè lên nha. Này có hai con. Con này thì chắc là nó sắp bay rồi. Nó sắp tập bay rồi. Nó đứng trên cây này nó chờ mẹ nó nuôi 1 2 bữa nữa thôi thì nó sẽ bay nhá. Đây. Đây là cái lông của nó nè. Người thấy cái lông của nó không? Cái lông vàng vàng của nó nè. Đó. Cái lông đây á là nếu mà mình đứt tay đồ á, đứt tay đứt chân đồ á là mình nhổ cái lông này nè, cái lông cò non nè. Đó. Là mình đắp lên là nó sẽ hết ngay nha. Nó sẽ hết chảy máu luôn á, nó cầm máu rất là hay luôn. Rồi. Là mình chỉ quay vậy cho mọi người xem thôi, mình sẽ để nó lên lại trên cây nha. Để cho mẹ nó quay về và tập cho nó bay. Nếu mà mình bỏ xuống đất á thì rắn rết đồ á, với lại mấy con trồn nó sẽ ăn thịt mọi người à. Nên mình sẽ để nó lại trên cây điều nha. Cho nó sống và sinh sản thật là nhiều chim. Đây, mình để nó lên cây đây. Mình để nó lên đây thì một tí nữa nó sẽ chạy mọi người. Nó sẽ chạy lên cây cao rồi mẹ nó đem đồ ăn về cho nó ăn. Đứng lên, coi chừng té xuống. Đó. Đứng lên, đứng lên. Rồi, ok. Nó đi lên cây vậy đó mọi người. Tại vì khi mà nó còn trong tổ á thì nó ở trong tổ còn nó lớn rồi á.
Nó sẽ ra tổ nha, nó không ngồi ở trong tổ nữa. Mọi người nhìn thấy con ong ruồi nó bay chưa? Nó bay nó hút hút mật để nó lấy cái phấn hoa để nó về nó làm tổ nha. Cái cây đó là cây xương rồng. Cái cây này á rất là ít người biết luôn, tại vì chỉ có bên Thuận mình với lại Bình Thuận mới có thôi. Đây là trái xương rồng nha mọi người. Trái này ăn được, ăn rất là ngon và cực kỳ mát luôn. Clip sau thì mình sẽ làm thức ăn, làm nước uống á về cái trái này cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ đi tìm tổ ong ở khu vực này nhé, tại vì cái cây này á là nó ra hoa như thế này nè mọi người. Nó ra hoa thì nó rất là nhiều mật nên cái con ong nó rất là chuộng cái cây này nha. Nó thấy cái cây này nó sẽ đi làm tổ vào những cái cây gai như thế này nè, nó sẽ làm tổ rất là nhiều. Thì cũng không có đi đâu xa, mình đã phát hiện ra một cái tổ ong nè mọi người, cũng trước mặt mình luôn đó. Cái tổ nó già thì cái tàn nó rất là vàng nha, nó vàng như lại trên cái cuống mặt của nó không còn mặt nữa, nó còn nhưng mà ít mọi người. Nó đã nuôi con nó bên dưới rất là nhiều rồi, vì con nó sắp nở rồi, rất là lớn đúng không mọi người, nên mình không có bắt nha mọi người, để cho nó nở nhiều nha. Rồi mình sẽ đi tìm tổ chim. Mình đi tới đây á thì mình thấy có một con chim chèo bẻo, nó rất là đẹp luôn, là nó bay ra ở đây. Tại vì mình đi tới đây 2-3 lần rồi mọi người, nhưng mà mình cứ thấy nó bay ở đây, rồi mình sẽ đi tìm tổ và mình phát hiện có một cái tổ chim chèo bẻo ở đây. Thì có 2 quả trứng. Cái tổ chim nó rất là đơn giản và nhìn thấy rõ, xuyên thấu qua cái tổ để nhìn thấy trứng luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy rất là rõ luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt camera đây và xem thử con chim nó quay về cho mọi người chiêm ngưỡng chim chèo bẻo nhé. Xem nó như thế nào nhé. Rồi mọi người thấy cái con chim chèo bẻo nó như thế nào? Con chim chèo bẻo á thì nó đen giống như là con quạ vậy á, nó đen như một hũ mực luôn. Đen thui thui lùi vậy á. Thì nó rất là thông minh nha mọi người nha. Mình thấy tổ nó thì không nên đến tổ nó nhiều. Với lại không được sờ tay vào tổ nó nè. Đó. Thì nó sẽ bỏ tổ nó đi nhá. Mình chỉ đến 1-2 lần thôi và lâu lâu thì mới quay lại thăm tổ nó. Nếu không nó sẽ bỏ tổ nó đi ngay, nó sẽ lấy trứng nó đi luôn. Chứ nó không giống như theo những con chim khác mà nó quay về đâu mọi người. Nó khôn lắm.
Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của mình nha. Nếu mọi người yêu mến mình thì mọi người cho mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Và mọi người bình luận góp ý để mình học hỏi thêm những kinh nghiệm và làm nhiều clip hay cho mọi người xem nha. Rồi, bye bye, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.